Xin chào bạn, chào bạn quay trở lại đường tính. Thứ hai tôi xin giữ các bạn thay cái màn hình Vivo i91C nhé. Đây, nó hiện tại đang bị như này là các bạn phải thay màn hình nhé. Cái này là vỡ màn rồi đây. Ta cần chuẩn bị là một số đồ tháo này. Cái nậy. Còn có thể dùng khò để nậy. Chọc sim rồi keo. Một số ít nịt để buộc và không để thiếu đâu cái màn hình mới nhé. Giờ tôi sẽ tháo, tôi sẽ lấy hết sim ra trước. Nếu cái này chưa tháo lần nào thì nó sẽ khó tháo, các bạn phải dùng khò nhé. Như ở đây, như khách tháo rồi. Bung ra thì cái này lắp lại được dầu. Để ta sẽ siết kéo mấy con ốc ra. Tháo pin lên nhé. Đây cái màn hình, dây màn hình này. Bây giờ ta sẽ thay khò. Không được khò, không lại luôn. Con này bị bùng. Tháo rất dễ. Nếu khó thì bạn phải khó nhé. Vì cái này nó liên quan đến cái mép này. Ta phải làm sạch. Bây giờ ta phải làm sạch cái này xong mới test thử nhé. Tôi sẽ làm sạch. Sau khi chúng ta làm sạch thì bây giờ chúng ta sẽ vào cho màn và test thử nhé. Cho màn kiểm tra qua một chút, test thử đấy nhé. Các bạn từ từ bóc cái tem nhé. Giờ ta sẽ test cảm ứng với hiển thị nhé. Ok. Rồi, như vậy ta có thể lắp được nhỉ. Rồi bây giờ ta có thể đi kéo nhé. Đi kéo hết, ta để ý cái đoạn này ra. Tránh cái đoạn, cái khung lõm này xuống.
Rồi, tôi bố ý chứ. Loại này thì nó cũng vẫn có thể là bằng được. Thì tôi sẽ cho màn lắp an vào nha. Thợ gớm hơn đi tôi. Rồi bây giờ ta nịt vào. Rồi sau khi ta nịt xong thì ta cho vào túi để chờ nó khô nhá. Khô xong rồi bạn lắp lại cái này. Cái này rồi lắp vào trả khách. Sau khi ta đợi khô, bây giờ ta sẽ tháo nịt ra và để lắp lại trả khách nha. Rồi ok xong nha. Cái này thì khách có thể bỏ cái miếng này ra, mình kệ nó. Cái việc khách có bỏ nha. Rồi giờ mình vừa các bạn thay màn hình của máy Vivo X91C. Chúc bạn thành công. Các bạn nhớ like, chia sẻ, video và đăng ký kênh của mình nhé. Các bạn muốn mua cái màn hình thì các bạn bấm link bên dưới nhé. Chào các bạn.